Trong pha bóng vừa rồi thì Patrick Da Silva đã không thể có được pha không chơi bóng và phối hợp tốt nhất với các đồng đội của mình. Tấn tài Moses, Công Vinh đang khá thoáng bên phía cánh trái. Công Vinh, pha không chơi bóng không tốt của Lê Công Vinh. Vừa rồi thì Moses đã quan sát rất nhanh và chuyền bóng cho Công Vinh trong tư thế chống trải. Đường chuyền không căng không khó nhưng Công Vinh đã không có được cảm giác bóng tốt nhất để tạo cơ hội cho mình. Moses, Công Vinh khá tốt. Abbas, pha xử lý rườm rà của Abbas. Đến lúc này thì có lẽ Abbas sẽ cảm thấy rất nuối tiếc, cũng như Công Vinh sau khi vào sân đã không thể đệm bóng trong vực 5m50, bởi nếu tỷ số là 2-0 thì có lẽ sẽ không còn cơ hội để cho Chủ nhật Thanh Hóa có thể có hy vọng có điểm ở trận đấu này. Lê Văn Tân, như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã vang lên. BKB Bình Dương đã để đánh rơi mất 2 điểm trong thời gian đá bù giờ của hiệp 2. Một lần nữa thì Bình Dương lại gặp khó khi làm khách trên sân Thanh Hóa. Hai đội đã kết thúc trận đấu đầy cảm xúc với tỷ số hòa 1-1.